một ngôi nhà bỏ hoang từ năm 1968 đã hư hỏng nặng, tỷ lệ hiện trạng còn lại khoảng 30%. Nhưng đến năm 2005, trong quyết định thu hồi ngôi nhà này, bỗng được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng phù phép thành nhà biệt thự. Cụ thể, trong quyết định 557, quy đề UB ngày 14 tháng 8 năm 1984 về việc phân phối ngôi nhà hư hỏng nặng mang biển số 30 đường 3 trên 4 Nguyễn Tri Phương, thành phố Đà Lạt cho hộ gia đình ông Trần Văn Hạ tự sửa chữa để ở trong quyết định trên có nêu Xét báo cáo về nguồn gốc sở hữu, tình hình quản lý sử dụng ngôi nhà mang biển số 30 đường 3 trên 4 Nguyễn Tri Phương, thành phố Đà Lạt. Ngôi nhà này đã bỏ hoang từ năm 1968, hiện nay đã hư hỏng nặng, tỷ lệ hiện trạng còn lại khoảng 30%. Đến ngày 9 tháng 2 năm 1993, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định số 136/QĐ-UB về việc bán hóa giá căn nhà mang biển số 30, đường 3 trên 4 Nguyễn Tri Phương, thành phố Đà Lạt, cho hộ gia đình ông Trần Văn Hạ trong quyết định nêu giao cho hội đồng bán hóa giá nhà cấp 3, cấp 4 tại thành phố Đà Lạt. Giám đốc Sở Xây dựng tiến hành lập hợp đồng bán hóa giá căn nhà nêu trên cho gia đình ông Trần Văn Hạ theo quy định nhà nước hiện hành. Ngay sau đó, hộ gia đình ông Trần Văn Hạ đã tới Sở Xây dựng Lâm Đồng để nộp tiền lệ phí xin hóa giá căn nhà xuống cấp nêu trên. Nhưng sau khi nhận được quyết định về việc bán hóa giá căn nhà, hộ gia đình ông Trần Văn Hạ vẫn không thấy sở xây dựng Lâm Đồng thực hiện các thủ tục hóa giá căn nhà. Nên ông Hạ đã làm đơn đề nghị, xem xét và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành công văn số 986 CVUB ngày 2 tháng 8 năm 1994. Trong đó có đoạn nêu, trong khi chờ đợi hướng dẫn cụ thể của cấp trên để thực hiện phương thức bán mới, gia đình ông Hạ tiếp tục được ở trong căn nhà mà ông đã ở lâu nay. Khi có chủ trương bán hóa giá, tỉnh sẽ giải quyết để ông Hạ được mua ngôi nhà đó theo Nghị định 61 CP ngày 7 tháng 5 năm 1994 của Chính phủ. Năm 93 khi quyết định hóa giá nhà ra và sau đó 3 ngày tôi đã lên sở xây dựng nộp lệ phí hóa giá nhà. Thế thì theo nguyên tắc tôi đã nộp lệ phí hóa giá nhà thì sở xây dựng nông đồng mới cấp cho tôi một cái giấy để tôi ra kho bạc nộp tiền hóa giá nhà và người ta tự động ách lại. Mà thời điểm đó ông Phạm Minh Vọng làm giám đốc. Căn nhà này là không thuộc của ai cả xung quanh này cũng rất nhiều nhà hoang chứ không có riêng nhà tôi và người dân vẫn chế mở và người ta hiện nay đã được cấp sổ đỏ hết cả rồi. Như vậy ngay từ đầu căn cứ theo quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng xác định căn nhà mà ủy ban nhân dân tỉnh đã phân phối và ký hợp đồng thuê với hộ gia đình ông Trần Văn Hạ chỉ là nhà cấp 3, cấp 4, chứ không phải là nhà biệt thự. Vậy căn cứ vào đâu? Sau 21 năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng phù phép căn nhà nêu trên thành nhà biệt thự cổ báo điện tử tầm nhìn sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc